Tập đọc. Cái bài Nỗi dằn vặt của Andreika, trang 55. Nỗi dằn vặt của Andreika, trang 55. Trang 55. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần khởi động của ngày hôm nay. Đi vào phần khởi động của ngày hôm nay. Để xem coi ngày hôm nay chúng ta học cái gì. Khởi động cái bằng cái trò chơi gì. Cái nội dung gì. Và lưu ý tất cả những nội dung của tiết toán và tiết tiếng Việt đều nằm ở trên cái phần kiểm tra. Nên phải nghe thật kỹ. Nếu nghe mà chưa hiểu thì sáng ngày hôm sau từ từ. Đừng có thấy đường link mà vô mà làm. Nó không như Google Form mà làm sai làm lại được đâu. Làm sai là sai luôn. Là bị điểm xấu luôn. Ví dụ làm mà lỡ sai hết 6 câu chỉ được 4 điểm thôi. Không có sửa điểm được nào. Không có cơ hội làm lần thứ hai đâu. Đặc biệt những cái bạn mà hay là làm ẩu ấy, phải chú ý. Như vậy nếu mà chưa hiểu bài thì mở video đó con coi lại cho thầy thật kỹ. Cáo đã làm gì để dụ gà trống xuống đất? Cáo đã làm gì để dụ gà trống xuống đất? Đấy. Cái này học rồi nhá. Nào, Ngân nào. Cáo làm gì để dụ gà trống xuống đất nào, Ngân? Ngân. À, chứng tỏ là Ngân không học bài nhá. Trâm Anh. Trâm Anh. Dạ, thầy là cáo dụ gà trống xuống đất. Mà làm gì để dụ gà trống xuống đất? Thầy hỏi là làm gì để dụ gà trống xuống đất? Dạ thưa thầy là cáo kia đon đã ngỏ lời, kìa anh bạn quý xin mời xuống đây. Để nghe cho rõ tin này, muôn loài mạnh yếu từ này kết thân, lòng tôi sung sướng muôn phần, báo cho bạn hữu xa gần đều hay, xin đừng e ngại xuống đây, cho tôi hôn bạn, tỏ bày tình thân. À, đúng rồi. Cá đon đã mời gà trống xuống đất để báo cho gà biết tin tức mới, từ nay muôn loài đã kết thân, gà hãy xuống để cáo hôn gà, để bày tỏ cái tình thân. Đấy. Tức là lừa cách bằng cách rằng là từ nay trở đi là muôn loài đều thân thiết với nhau. Đấy. Các con lớn rồi nên là thầy mong muốn ở tất cả các con đó là tính tự giác. Tự giác học tập. Đấy. Sau thầy dạy xong phải ôn bài. Bất thình lình thầy sẽ hỏi đấy. Có thể là ngày hôm nay thầy không hỏi nhưng mà ngày mai thầy sẽ hỏi. Nên các con chú ý phải ôn bài cũ, học bài cũ của thầy. Vì sao gà không nghe lời cáo? Vì sao gà không nghe lời cáo? Vì sao gà lại không nghe lời cáo? Long. Long. Thưa thầy ạ. Nghe lời cáo dụ thì khôn, gà rằng xin được ghi ơn trong lòng. Hòa bình gà cáo sống chung mừng này còn có tin mừng nào không? Nhưng mà vì sao lại không nghe lời cáo? Tại vì gà trống biết cáo rất độc ác. À đúng rồi. Gà biết cáo là con vật hiểm ác, đằng sau những lời ngon ngọt ấy là ý định xấu xa muốn ăn thịt gà. Chính vì vậy mà gà đã không tin được lời của cáo. Không tin. Không hề tin lời cáo vì gà biết rằng cáo là một con vật rất là gian ác, gian manh, xảo quyệt. Và những cái lời dụ dỗ đó là chỉ nhằm mục đích là muốn ăn thịt. Ăn thịt gà nên gà tin. Đấy. Rồi, như vậy là thầy vừa kiểm tra xong bài cũ của các con. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu một câu chuyện có tên là Nỗi dằn vặt của Andreika. Nỗi dằn vặt của Andreika. Và ở trong hình các con xem đó là nhân vật của trong câu chuyện của chúng ta, Andreika. Và để biết được bạn Andreika này tại sao lại dằn vặt bản thân mình thì chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung bài tập đọc ngày hôm nay. Nỗi dằn vặt của Andreika.
Andreka lên chín, sống với mẹ và ông. Ông em 96 tuổi rồi nên rất yếu. Một buổi chiều, ông nói với mẹ Andreka, bố khó thở lắm. Mẹ liền bảo Andreka đi mua thuốc. Cậu bé nhanh nhẹn đi ngay, nhưng dọc đường lại gặp mấy bạn đang chơi bóng đá rủ nhập cuộc. Chơi một lúc mới nhớ lời mẹ dặn, em vội chạy một mạch đến cửa hàng mua thuốc rồi mang về. Bước vào phòng ông nằm, em hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên. Thì ra ông đã qua đời. Chỉ vì mình mãi chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết. Andreka òa khóc và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi em, không, con không có lỗi. Chẳng thuốc nào cứu nổi ông đâu. Ông đã mất từ lúc con vừa ra khỏi nhà. Nhưng Andreka không nghĩ như vậy. Cả đêm đó, em ngồi nức nở dưới gốc cây táo do tay ông vuông trồng. Mãi sau này, khi đã lớn, em vẫn luôn tự dằn vặt. Giá như mình mua thuốc về kịp, thì ông còn sống thêm được ít năm nữa. Theo Sukhom Linsky, Trần Mạnh Hưởng dịch, theo Sukhom Linsky, tên là tên tiếng Nga, tiếng Nga, và Trần Mạnh Hưởng dịch. Như vậy là thầy vừa mới đọc cho con nghe xong cái đoạn trích về nỗi dằn vặt của Andreka, và chúng ta đã biết được thêm một nhân vật, đó là bạn Andreka của chúng ta. Và bạn này là một người sống rất có trách nhiệm. Và khi thấy rằng là mình có lỗi thì bạn cảm thấy dằn vặt cái lỗi của mình. Và bài này chia làm hai đoạn, các con lấy bút chì đánh dấu thầy. Đoạn 1, Andreka cho đến chỗ là mang về nhà. Andreka cho đến chỗ là mang về nhà. Đấy. Chạy một mạch đến cửa hàng mua thuốc rồi mang về nhà. Đó là đoạn 1. Đoạn 2 là đoạn còn lại. Đoạn 2 là đoạn còn lại. Đấy. Vậy là bài này được chia làm hai đoạn. Bài này được chia làm hai đoạn. Và bây giờ thầy sẽ mời Long đọc cho thầy đoạn 1. Ngân sẽ đọc cho thầy đoạn 2. Long đọc cho thầy đoạn 1 và Ngân đọc cho thầy đoạn 2. Thưa thầy, em đọc đoạn 1. Andreka lên 9, sống với mẹ và ông em 96 tuổi rồi nên rất yếu. Một buổi chiều, ông nói với mẹ Andreka, bố khó thở lắm. Mẹ liền bảo Andreka đi mua thuốc. Cậu bé nhanh nhẹn đi ngay, nhưng dọc đường lại gặp mấy đứa bạn đang chơi đá bóng rổ nhập cuộc. Chơi một lúc mới nhớ lời mẹ dặn, em vội chạy một mạch đến cửa hàng mua thuốc rồi mang về nhà. Bước vào phòng ông nằm, em hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nức lên. Thì ra ông đã qua đời. Chỉ vì mình mãi chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết. Andreka òa khóc và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi em, không, con không có lỗi, chẳng thuốc nào cứu cứu nổi ông đâu. Ông đã mất từ lúc con vừa ra khỏi nhà. Nhưng Andreka không nghĩ như vậy. Cả đêm đó em ngồi khóc, em ngồi nức Long, nở. là vì vậy. Rồi. Như vậy là các con đã nghe hai bạn đọc xong cái đoạn này, xong cái bài Nỗi dằn vặt của Andreka. Nhiệm vụ của con ngày mai là dở sách ra luyện đọc thật tốt. Sau khi luyện đọc thật tốt rồi thì quay lại cái video luyện đọc và nộp lên trên hệ thống bài tập. Lưu ý, nếu các con chỉ nộp mình toán, các con chỉ được 5 điểm. Vì link bài tập đó là yêu cầu nộp toán và tiếng Việt. Toán 5 điểm và tiếng Việt là 5 điểm. Nếu các con chỉ nộp mình toán, các con chỉ được 5 điểm. Đó, thì ảnh hưởng đến điểm của các con nha. Điểm của các con là do các con quyết định, không do thầy nha. Nên do vậy, khi các con phải thứ nhất, chụp được bài toán rồi. Đó. Thứ hai, quay được video tiết luyện đọc rồi.
thì chúng ta mới nộp lên bài trên hệ thống, nộp cho thầy. Đã nghe rõ chưa? Nghe rõ và nắm được yêu cầu chưa? Nghe rõ và nắm được yêu cầu được, comment cho thầy số 6. Nhất là Thành, Khôi, đấy, rồi là bạn Phú, rồi là bạn Khánh Luân. Và chú ý, những bạn này là hay là nghe rồi bảo nghe rõ rồi nhưng mà ngày mai là bắt đầu hỏi lại đó. Thứ nhất là phải chụp được bài toán. Thứ hai là phải quay video phần tập đọc lại, nộp lên thì mới được 10 điểm. Còn nộp mình toán chỉ được 5 điểm, hoặc là nộp mình video tiếng Việt không thì chỉ được 5 điểm. Thầy nói trước, điểm là do các con quyết định, không cho thầy. Các con nộp đủ sản phẩm thì các con đủ điểm, các con không nộp đủ sản phẩm thì các con không được điểm cao. Thế rồi. Thầy ơi, bài toán có ghi tóm tắt không ạ? Có. Tí thầy sẽ chuyển bài toán vào trong nhóm cho các con để các con nhìn. Chúng ta sang cái phần luyện đọc và tìm hiểu bài. Ở đây chúng ta có các từ phiên âm nước ngoài là Andreka. Thì đọc chúng ta chú ý Andreka. Hoảng hốt, hoảng hốt. Nấc lên, nấc lên. Nức nở, nức nở. Đây là những từ khó đọc ấy. Andreka, hoảng hốt, nấc lên, nức nở. Bố khó thở lắm. Sau dấu ba chấm này là chúng ta ngắt hơi dài, ngắt hơi, nghỉ một tí. Chơi một lúc mới nhớ lời mẹ dặn, em vội chạy một mạch đến cửa hàng mua thuốc rồi mang về nhà. Sau một cái dấu gạch này chúng ta chỉ nghỉ ngắt hơi, còn sau dấu hai gạch chúng ta nghỉ hơi dài hơi. Chú ý cho thầy, bố khó thở lắm, chúng ta gạch hai gạch. Em vội chạy một mạch đến cửa hàng, gạch một gạch xéo. Mua thuốc, gạch một gạch xéo. Khánh Luân không thấy gạch nha. Khánh Luân ngồi ngáp không thấy gạch nha. Rồi mang về nhà. Còn thức không, còn thức không Đức Tấn. Đức Tấn ơi, Đức Tấn, Đức Tấn. Dạ. Còn thức đúng không? Buồn ngủ là lấy khăn lau mặt nhá. Dằn vặt là làm cho đau đớn, buồn khổ một cách dai dẳng. Nghĩa trong bài là tự trách mình. Nghĩa trong bài ở đây đó là tự trách mình. Dằn vặt. Nghĩa từ dằn vặt là làm đau đớn, buồn khổ một cách dai dẳng. Nghĩa trong bài này này, tức là tự trách mình, Andreka, tự trách bản thân mình. Thì nghĩa từ dằn vặt là như vậy. Nghĩa từ dằn vặt là như vậy. Đấy, từ khó ở trong bài này là từ dằn vặt. Khó hiểu từ dằn vặt. Đấy, bài này được chia làm hai đoạn. Đấy. Các con gạch chân ở những cái từ này, nhanh nhẹn. Gạch chân từ nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn. Gạch chân với từ nhanh nhẹn. Cái từ màu đỏ đấy, cái từ nhanh nhẹn. Những cái từ mà thầy in màu đỏ đấy. Nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn. Hoảng hốt. Hoảng hốt. Hoảng hốt. Hoảng hốt. Khóc nấc. Khóc nấc. Khóc nấc. Khóc nấc. Òa khóc. Òa khóc. Òa khóc. An ủi. An ủi. An ủi.
an ủi, nức nở, nức nở, nức nở, nức nở, tự dằn vặt, 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 tự dằn vặt. Đấy, những từ này khi đọc các con chú ý để đọc nhấn giọng thầy. Giọng đọc, đọc toàn bài với giọng trầm buồn xúc động, đọc toàn bài với giọng trầm buồn xúc động. Ông thì giọng mệt nhọc yếu ớt, mẹ thì giọng thông cảm an ủi dịu dàng, mẹ thì giọng thông cảm an ủi dịu dàng. Ý nghĩa của Andreka thì giọng buồn day dứt, giọng buồn day dứt. Đó là cách mà chúng ta sẽ đọc cái bài này, đọc tình cảm cái bài này. Thì các con đọc như thế, đọc như vậy, như vậy thầy. Chúng ta sẽ tìm hiểu bài ngày hôm nay. Đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi. Đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi. Khi câu chuyện xảy ra, Andreka mấy tuổi, hoàn cảnh gia đình em lúc đó thế nào? À, Ngân à? Ngân. Dạ thưa thầy, là khi câu chuyện xảy ra, Andreka lên 8, lên 9, lên 9 tuổi. À, vâng. Em lúc đó, ông em là đang bị bệnh. À, đúng rồi. Andreka lúc đó mới 9 tuổi, em sống cùng ông và mẹ, và ông của em thì đang ốm nặng. Chú ý lắng nghe nhá. Cái này có nằm ở trong câu hỏi đó, nằm trong câu hỏi bài tập đấy, bài tập trên đường link đấy. Và nội dung câu hỏi tiếng Việt này nó chiếm 5 điểm đấy nhá. Nó chiếm 5 điểm. Toán là 5 điểm và tiếng Việt là 5 điểm nhá, ở cái phần bài thi ấy nhá. Đấy. Nên chú ý mà lắng nghe. Nam nhá. Andreka này lúc đó mới 9 tuổi và em sống cùng ông và mẹ, và ông đang ốm rất nặng. Mẹ bảo Andreka đi mua thuốc cho ông. Thái độ của Andreka như thế nào? Em có đi ngay không hay là em không chịu đi? Long nào? Thưa thầy, cậu ấy đi rất là nhanh nhẹn. À, đúng rồi. Andreka đi nhanh nhẹn đi ngay. Andreka là nhanh nhẹn đi ngay. À, lúc mà nghe mẹ là bảo là đi mua thuốc cho ông thì là em rất là ngoan. Em thực ra em là một cậu bé ngoan đấy, rất là ngoan đấy. Khi mẹ yêu cầu đi mua thuốc cho ông là em không có suy nghĩ gì hết và em làm sao nhỉ, đi ngay. Andreka đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông? Andreka đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông? Trâm Anh, Trâm Anh. Dạ thưa thầy, là nhưng dọc đường lại gặp mấy đứa bạn đang chơi bóng đá rủ nhập cuộc. Andreka được các bạn chơi bóng đá rủ nhập cuộc và mãi chơi nên quên lời mẹ dặn. Mãi sau em mới nhớ ra, chạy đến cửa hàng mua thuốc về. Đó. Ban đầu là em thấy đá bóng thì các bạn rủ nhập cuộc thì theo bản tính của trẻ con là ham chơi, ham vui, nên em đã chạy vào xà vào chơi liền. Nhưng mới chơi được một tí thì em sực nhớ ra là phải mua thuốc cho ông, em vội vàng là chạy đến cửa hàng mua thuốc và mang về cho ông. Đó. Đoạn 1 kể với em về điều gì? Đoạn 1 này là ý 1 là Andrei mãi chơi quên lời mẹ dặn. Đoạn 1 này, ý đoạn 1 này là Andreka mãi chơi quên lời mẹ dặn. Rồi chúng ta sang đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi sau. Đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi sau. Chuyện gì xảy ra khi Andreka mang thuốc về? Chuyện gì đã xảy ra khi Andreka đã mang thuốc về? Chí nào? Chí? Chí? Dạ thưa thầy, là nắp lên. Dạ thưa thầy, là
bước vào phòng ông nằm, em hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên. Thì ra ông đã qua đời. À đúng rồi. Andreka hoảng hốt khi thấy mẹ đang khóc nấc lên và thấy ông đã qua đời. Một câu chuyện rất là buồn. Lúc này chúng ta cảm thấy rất là buồn. Thái độ của Andreka lúc đó như thế nào? Em làm sao nhỉ? Cậu ân hận, cậu cảm thấy ân hận vì mãi chơi, mang thuốc về chậm mà ông mất. Cậu òa khóc, dằn vặt kể cho mẹ nghe. À, điều đó chứng tỏ rằng đây là một cậu bé sống rất là tình cảm, sống rất là trách nhiệm. Đấy, sống rất là trách nhiệm, rất tình cảm và rất là trách nhiệm và biết nhận ra những cái lỗi lầm của bản thân. Đấy. Mà một người có lòng tự trọng rất là cao. Andreka tự dằn vặt mình như thế nào? Andreka òa khóc khi biết ông đã qua đời. Cậu cho rằng chỉ vì mãi chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết. Cậu cho rằng cái chết của ông là liên quan đến sự mãi chơi của mình. Và Andreka đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mặc dù đã được mẹ an ủi và bảo Andreka không có lỗi, nhưng Andreka không nghĩ như vậy. Cả đêm, cậu nức nở dưới gốc cây táo cho ông chồng. Mãi khi đã lớn, cậu vẫn tự dằn vặt mình, cho rằng nguyên nhân cái chết của ông đấy là do cái sự ham chơi, mãi chơi của mình. Giá như hồi đó mà mang thuốc về sớm cho ông, không mãi chơi, mang thuốc về cho ông để ông uống thuốc, thì có thể là ông được sống thêm vài năm nữa. Chỉ có đó chúng ta thấy là bạn Andreka này là một người sống rất là có trách nhiệm, rất có trách nhiệm. Không nhắn nha, nhắn thì nhắn nha. Câu chuyện cho thấy Andreka là cậu bé như thế nào. Andreka rất yêu thương ông, không tha thứ cho mình vì ông sắp chết, còn mãi chơi bóng, mang thuốc về nhà muộn. Andreka rất có ý thức trách nhiệm, trung thực và nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân. Và đây là một đức tính rất là tốt. Đức tính là chúng ta phải sống có trách nhiệm, trung thực và nghiêm khắc với những cái lỗi lầm của bản thân. Thì có như thế chúng ta mới tiến bộ được, chúng ta mới sống tốt được. Và các con mẹ ơi, Đức Tấn đừng ngủ. Hả? Đức Tấn ơi, Tấn ngủ rồi thầy ơi. Đức Tấn ơi, Đức Tấn. Dạ. Đi lau mặt đi, đi rửa mặt đi. Khổ quá, đi rửa mặt đi. Đi rửa mặt. Bạn là do bạn ngủ tối quen rồi, chứ bạn rất là siêng học với các con ạ. Nhưng mà do là bạn là quen ấy, bình thường bạn học ngày xưa là không đi học trên trường ấy, thì bạn là thường thường có thói quen là tầm cỡ 8 giờ là bạn ngủ rồi. Đấy, nhà bạn ngủ rất sớm nên là bạn quen cái giấc ngủ rồi. Đấy, không sao cả, nên chúng ta không được cười bạn nhé. Nội dung chính đoạn 2 là gì? Nỗi dằn vặt của Andreka. Nói về cái nỗi dằn vặt của Andreka. Và nội dung chính của bài này là nỗi dằn vặt của Andreka thể hiện tình cảm yêu thương và ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực, sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân. Đây chính là nội dung chính của bài. Vì do là thời gian nó có hạn, do tiết toán của chúng ta dài quá nên là tiết ảnh hưởng đến cái tiết tập đọc của chúng ta. Nhưng mà tiết toán nó dài là đúng thôi, bởi vì nó khó. Rồi, luyện đọc ở nhà, đọc cái bài này và gửi lên trên cái chỗ nộp bài tập của thầy.